đây là một vị thầy thì mình cũng biết tên tuổi là ai, thì cũng đang đến chùa để dự lễ. Chắc cũng có một cái chức sắc rất cao trong giáo hội hoặc là một cái chủ trì nơi chùa nào ở đó. Thì cho nên khi mà buổi lễ diễn ra thì được nghi thức ở chùa rất là trang nghiêm. Hôm nay là ngày cuối cùng của đại lễ, và ngày hôm nay là cũng là ngày để mà chuẩn bị đại lễ trai đàn chuẩn tế. Thì do Hòa Thượng Thích Lệ Trang và một bài pháp thoại của viện chủ Thích Trí Quảng sẽ diễn ra tại nơi ngôi chùa Kỳ Quang 2 đã ở đây. Hiện giờ khắp nơi các thầy đến đây rất là đông. Thì các bạn thấy đó, trước mặt chúng ta rất là đông các thầy khắp nơi. Ở xa xa là cũng có một cái màn hình rất là lớn để trực tiếp buổi lễ cho mọi người Phật tử đến đây và có thể là được dự và được xem trực tiếp qua màn hình luôn. Ở đây đúng là thấy rất là nhiều Phật tử đến đây, khắp nơi tấp nập đều đến ngôi chùa Kỳ Quang này. Các thầy cũng trong ban giáo hội cũng đến đây rất là đông. Mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi đông Phật tử khắp nơi đến đây đó mọi người, rất là đông. Đây là toàn cảnh buổi lễ. Hôm nay là ngày 31 Tây, tháng 10 năm 2020, nhằm ngày 15 tháng 9 năm Canh Tý năm 2020. Thì ở đây các rất là đông, rất là đông. Đây là cái một màn hình đây để mà chiếu trực tiếp cho mọi người đến xem đó. Các bạn thấy ở đông đây là đội ngũ bảo vệ, rồi bên âm thanh ánh sáng đó, ban đó là ban tự lễ. Hãy
Hôm nay đây là lịch trình của ngày hôm nay đó mọi người. Thì 7:30 là trang nghiêm đạo tràng, chúng ta thấy không, 8:00 là khóa lệ tụng kinh Dược Sư cầu nguyện âm siêu dương thới, 9:00 là cúng ngộ Phật, 9:30 là cung tiến cho các hương linh thờ tro cốt tại chùa, 10:30 là trai tăng cúng dường. Thì lúc bây giờ lúc 2:00, đặc biệt là vào lúc 2:00 á, pháp thoại khai thị của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Trí Hạ Quảng. Đó, thì lúc 15:00 là 3:00 chiều á, đăng đàn chuẩn tế thuyết u minh giới bạc độ chư hương linh vạn sanh tịnh độ, do Hòa Thượng Thích Minh Thông truyền quy giới cho các hương linh. Hòa Thượng Thích Lệ Trang sám chủ đàn chuẩn tế. Thì 6:00 là hoàn mãn. Đó, thì ngày hôm sau nữa là ngày 1 tháng 1 năm 2000, là tức là ngày 16 tháng 9 năm Canh Tý, thì lúc 2:00 là phát 300 phần quà từ thiện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn dựa theo danh sách chính quyền địa phương phường 17 đề nghị. Thì và đó là những cái lịch trình mà hôm sau chúng ta đó. Mọi người cố gắng xem hết những video nha, tại kênh sẽ cố gắng đưa kịp thời những video quay trong từ buổi lễ hôm nay đến cho mọi người, vì ngày hôm nay là ngày buổi lễ cuối cùng trai đàn chứng tế tại chùa Kỳ Quang.